Liên minh huyền thoại rơi vào cảnh lâm nguy khi gặp hàng loạt rắc rối như hack, giật lắc, cày thuê. Ngay trong những ngày đầu của mùa giải 2023, Riot đã khiến cộng đồng thất vọng với video chào mừng mùa giải kém sôi động. Điều này khiến người chơi khắp thế giới lên tiếng mỉa mai, chê bai và cho rằng Riot đang dần bỏ bê Liên minh. Thậm chí vụ việc nghiêm trọng tới mức Riot phải đăng thêm một video giải thích và hứa hẹn mùa sau sẽ đền bù với video chất lượng hơn. Cho đến nay, công ty giải trí tỷ đô này tiếp tục gặp thêm hàng loạt rắc rối ở cả trong và ngoài màn hình máy tính. Điển hình là tuần qua, Riot đã bị một nhóm hacker đánh cắp dữ liệu Liên minh và đấu trường chân lý rồi đòi 10 triệu đô tiền chuộc. Vì công ty này không đồng ý nên nhóm hacker đã giao bán các dữ liệu ấy trên mạng với giá 1 triệu đô. Dù chưa biết sự việc có ảnh hưởng trực tiếp đến Liên minh bản hiện tại hay không, tuy nhiên nhiều ý kiến đồn đoán dữ liệu ấy có thể tạo ra nhiều tool hack. Ngay sau đó vài ngày là vụ việc game giật lag một cách bất ngờ. Điều này đã phá hỏng trải nghiệm của không ít người trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết. Vì nguyên nhân ấy, fanpage Liên minh Việt Nam đã nhận về hàng trăm, hàng nghìn lượt thả phẫn nộ, cùng với đó là những wall of text, bức tường chữ thể hiện sự nóng giận của người chơi. Cách đây vài tuần, kỹ sư mạng của Riot tiết lộ công ty đang xây dựng máy chủ vật lý ở khu vực Việt Nam, dự kiến hoàn thành trong vài tuần. Nhưng tới nay đã hơn 3 tuần trôi qua mà máy chủ Việt vẫn cứ giật lag, làm rất nhiều người phàn nàn. Mới đây, Liên minh Việt tiếp tục xuất hiện thêm vụ việc khác là tình trạng cày thuê Elo tràn lan trong rank. Đặc biệt, một tổ chức cày thuê còn ngang nhiên thông báo tuyển dụng nhân lực với mức thu nhập tối thiểu 4 đến 6 triệu mỗi tháng. Trong thông báo tuyển dụng, vị sếp này còn cho biết họ có khách hàng ngày. Điều này đồng nghĩa với việc Liên minh thường xuyên có lượng lớn các cá nhân cày thuê, bất kể thời gian nào trong ngày hay trong tuần. Vì hàng loạt những rắc rối ấy, Liên minh đang rơi vào cảnh lâm nguy mà Riot khó có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.